Đấy. Xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube Thợ Trần nhé. Hôm nay Thợ Trần lại tiếp tục đi một buổi đi bắt sâu ở cái móc. Cái này là sâu cọ ấy. Ở các vùng mọi vùng miền là gọi là cái đuống dừa. Đây là đuống ở cái móc. Hôm nay là rất là nhiều. Mấy anh em này. Sắp túi sắp đây rồi. Mọi người hôm nay xem đến đông nhá. Đấy. Em mình cũng không giới thiệu nhiều về ở các video trước thì mọi người xem thì đã biết rồi, cây này hôm trước mình đã lấy rồi nhưng mà hôm trước nó hơi ít. Này hôm nay là rất là nhiều vì đợt này là nó đã bị thối vào rồi, xong là nó đẻ nó rất nhiều. Đây. Còn một đoạn này nữa, bổ tiếp. Này. Còn đoạn kia nữa, bổ tiếp. Đây. Này à, đây con này thế. Hả? Bắt hết. Đấy, video nhất là hay rất là nhiều nha mọi người nha. Nhiều lắm. Đấy. Này cả mấy anh em đi bắt là mình chỉ chặt vào bố thôi, đang mệt, đang nghỉ. Thế mà cái mày mới ấy. Mừng bơi khỏi mày. Ôi trời, mừng nó. Đấy. Tiền trục của mừng nó, ông mày mà bới. Nhưng có rồi học. Hai hôm nay là rất là đông fan lắm. Hai, bốn, cả mình là sáu người nhá. Đấy, con này lúc nhúc bò dưới cái cọ đây. To nó miểu to nữa. Mì thêm phá lợn. Ờ cái mày khế mà. Để con thảo ok tụ lạnh nhăng. Phá cái bốc kín. Ui dạ đâu. Thích bắt đồ mì kín. Ghê lắm. Lại ong ở đâu ra ấy? Cái mày mới mà con dưới. Hả? Mở cái mày với ú mừng bởi bởi xong chụp con này bên ý. Bây giờ con này già sắp ra rồi. Nó ra cả vỏ đấy. Ra cả vỏ. Tí đèo, có ố, bố một cuốn nữa. Thán từ từ tí không? Phát mày chung mà chung. Đấy gì đó. Không có đoạn trên này, đoạn dưới cái không có mấy. Mình sẽ biết thế ạ, tục tao không? Pè pè ngon mình thế, mà pè cá mình lại bừng lắng rồi này. Mà pè tao thôi. Này, có bẻ chút ông cuốn bốc khoác cuốn mới đều á. Ui rồi bảo rồi nhiều lắm, toàn con to. Này bữa lại bữa nó lên rồi. Đây. Con thùng én quá. Này. Thôi anh, đây con có túi xanh rồi nhưng mà túi chanh. Nhiều lắm. Giờ nó bò lên cơ. Mọi người xem hay cho mình một nút đăng ký để ủng hộ kênh YouTube Thợ Trần nhá. Đấy. Cái này già lắm rồi đấy. Già ăn mới ngon. Béo lắm á. Chắc thành con rồi đấy. Con đầu ui. Ui. Phải là que thế ạ. Lấy cái dao hỏng hết thì để nát. Đấy. Này. Béo lắm. Này à, đừng nghe. Này à, mình đích thân là mình không làm những cái video rung được trước, mọi người khó xem nữa. Ở này mình sẽ cầm và yên ấy hơn. À, cẩn thận nhá. Thế nhưng mà đấy. Rất là may mình trực tiếp là để mấy anh em làm thôi, nay mình chỉ đứng quay mọi người. Chắc là mình vừa bắt vừa quay nó hơi rung tí kiến đốt nữa, thì mọi người cố gắng vào xem cái những video trước rất là hay. Đây món ăn đặc sản ở vùng Tây Bắc đấy. Không, trước là một mình, nay là mấy anh em, cái này là nó đã bị thối rồi và dây rất nhiều, còn đoạn này nữa này nó, mấy anh em bới đây vẫn có đấy, cân rồi đấy nha. Yeah. Được chưa? Năm bạn đấy. Béo múp. Béo. Ô, ở dưới còn nhiều lắm. Không phải đơn giản đâu. Nhiều từ từ nhiều ơi. Ừ, đấy. Em đây. Ba bồi bồi đi. Bồi đây. Này, dọc một phát. Đấy, hôm nay có loại là dưa bằng dìu. Bà tao hướng này liệu luôn. Ở tủ lạnh vẫn còn à? Họ cây này tiếp lại sang năm lại tiếp. Không đâu, nóng này không đến sang năm đâu. Cây này.
3 tháng là vào hết rồi. Đổ xuống là có ngay. Xong có lại nó vào. Tuần 2 3 tuần nhiều tháng có. Đấy, anh em tiếp tục cái này rất nhiều mở ra. Hello mom nhỉ. À, quang cảnh vùng nông thôn nhé. À, tiện thể cho mọi người review quê mình cho mọi người xem luôn. Rất là đúng vùng quê, cuộc sống nông thôn nhé. À, sàn rồi ruộng rồi đủ thứ mọi thứ rồi vùng quê mình có tuyên quan là có cái hóp nữa nhé. Đây cái hóp này che. Đây tiếp tục cái tiếp chắc lắm này mấy anh em làm hôm nay làm rất là có ui trời ơi đấy thế moi từ dưới lên thế ạ. Lấy như kiểu lúc nãy thì ạ, để mai là sau mình lấy tiếp ở dưới kia. Mò cái mày nữa, khuế tầm tới ô ngay lắm. Con này hay nhỏ. nhỏ. Bới âu gì? Mày nhỏ cũng chết. Nhỏ cũng ăn. Nhỏ ăn hết. Được khoảng túi này thì tốt. Được đấy. Nó phải bới tầm tới thứ ma gì á. Con này nó mi mà. Ngoan bơi á. Bơi âu gì? Mày làm cái én. Đoạn không có chính ở trên này mới có cơ. Ở dưới nó thối quá đi. Con bé. Em ơi. Mi quá, mình vẫn mi dẻo nó ngủ. Lúc nhúc chứ. Dưới này nó thối quá đi. Nó thối quá, hôm nọ anh đào nó còn chết rồi mà. Nó thối. Nước quá nhiều. Nhiều nước quá. Mưa nhiều quá. Ai mà chịu được á. Cũng không thờ được. Có. Còn mi rồi mình mi nổi. Anh hãy mưa hụt hụt kia lại. Đấy, vẫn còn mà, chỗ nhiều vẫn còn đấy nhiều ạ. Đào đàng hoàng. Này, đừng nước. Nước lên nè. Ừ. Mà đi ạ. À, mình vầy đấy mẹ. Không cần phải đấy đâu. Cái xào dùng mỡ. Ừ, vậy thì áo vầy mới. Để. Nước măng chua xuống là. Này anh em tiếp tục đến lại, tiếp tục ăn tiếp. Cái cục đi đoàn trao. Vậy còn rất nhiều. Này đích thân chủ cameraman là quay. Ôi trời ơi. Xuống gần xem tí. Đấy, nhiều lắm. Cẩn thận nhé em. Chỗ này địa thế nó cũng không được bằng phẳng lắm. Đây. Ôi trời ơi. Phần này. Đấy. Vẫn còn nữa. Ôi đấy nó phải như cái kia cơ. Như như này trên này không? Không, chỗ này vẫn còn đấy. Ở dưới này này. Chưa bới hết nữa. Chưa bới hết đâu. Vẫn còn. Vẫn còn. Lấy từng nửa một. Đấy. Đừng ném ra ngoài thì ném vào trong ấy. Cho xuống chỗ nhiêu ấy. Tí mình bê xong. Tí mình mục. Ôi. Khe này. Tí mình bê vào. Toàn gặp các cao thủ trong này nhiều lắm rồi ạ. Ối còn cẩn thận móc vào thối rồi. Chọc vào thôi. Ăn bồi mấy đi anh em tu áo nắng với mấy nhiêu nồi. Kế để ăn nấu. Đấy, chủ yếu trong khe này nó khe còn khô. Đây, nó con khô. Mẹ, con mẹ của nó đây. Không mẹ ăn làm mẹ gì? Mẹ tôi đấy má. Cái đấy. Mà thế. Nó bắt ăn quýt đấy. Thì nó giòn lắm. Mọi người xem hay tiếp tục là ấn đăng ký để ủng hộ kênh của Thừa Trần nhé. Để ra nhiều video hơn nữa. Và mình có động lực quay cho mọi người xem. Đây, hôm nay là quay không dung nhé. Thế rất là tuyệt vời. Đấy. Đông người ạ. Nó phải chạy mà nó chạy đi. Đây, ông phát khô luôn. Dạ. Đấy, vô lại nằm. Ở cái video bắt đuống ở cái móc lên đây là hết nhá. Mọi người chuẩn bị xem tập tiếp theo. Tiếp tục lại bắt cái móc ở cái đuống ở cái móc này. Lần này là bắt rất nhiều luôn. Quay cận cạnh mọi người bắt này. Thôi video đến đây hết nhá. Mọi người chuẩn bị đón xem tập tiếp theo nhá.
xào nướng ăn hiểu.